Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa giao Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm tổ trưởng tổ công tác nghiên cứu triển khai sân bay Thành Sơn ở Ninh Thuận và Biên Hòa ở tỉnh Đồng Nai. Theo đó, tổ công tác phải nghiên cứu và có đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước tháng 9 năm 2022. Được biết, tổ công tác có đại diện lãnh đạo các bộ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Ninh Thuận, Đồng Nai. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức buổi lễ thông xe cầu Thủ Thiêm 2 nối Thành phố Thủ Đức và Quận 1. Đây là dự án hạ tầng trọng điểm của thành phố ở khu vực trung tâm với số vốn khoảng 3.100 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức BT, đổi đất lấy công trình. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đánh giá cao cầu Thủ Thiêm 2 là dự án hạ tầng giao thông quan trọng, kết nối trung tâm thành phố hiện hữu với khu đô thị mới Thủ Thiêm đang dần hình thành. Đây là dự án mở đầu giúp thành phố thu hút đầu tư, có ý nghĩa to lớn đối với Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh thành phố đang nỗ lực phục hồi sau đại dịch. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt kế hoạch xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh năm 2022. Theo đó, số trường hợp cần xác định giá đất cụ thể dự kiến khoảng 278 trường hợp, trong đó có 159 trường hợp cần thuê tư vấn xác định giá đất. Tổng kinh phí ước tính để thuê tổ chức tư vấn xác định giá đất cụ thể là hơn 10 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, mục đích kế hoạch xác định giá đất cụ thể để đảm bảo việc thu hồi đất, giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai các dự án công trình. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ban hành danh mục các dự án kêu gọi thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022. Theo đó, có 22 dự án trong danh mục được Ủy ban Nhân dân tỉnh kêu gọi thu hút đầu tư. Trong đó, lĩnh vực xã hội có 3 dự án, lĩnh vực nông nghiệp có 4 dự án, lĩnh vực sản xuất công nghiệp, hạ tầng khu cụm công nghiệp có 1 dự án. Đặc biệt, lĩnh vực thương mại, du lịch, hạ tầng đô thị có 14 dự án. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư dự án khu đô thị hỗn hợp Nam Hương tại đô thị mới Điện Nam, Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. Theo đó, dự án có diện tích 3,5 ha do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại du lịch dịch vụ Hương Doanh làm chủ đầu tư. Ủy ban Nhân dân tỉnh sau khi chấm dứt hoạt động đầu tư, chủ đầu tư phải có trách nhiệm giải quyết các khiếu kiện, khiếu nại, vướng mắc phát sinh liên quan sau khi chấm dứt hoạt động đầu tư của dự án nếu có. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có ý kiến chỉ đạo, giao công an tỉnh nắm bắt tình hình, đấu tranh phát hiện và xử lý nghiêm đối với các tổ chức cá nhân có hành vi huy động vốn trái pháp luật trong lĩnh vực bất động sản. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, huy động vốn bằng hình thức hợp đồng góp vốn, vay vốn, đặt cọc, giữ chỗ khi chưa hoàn thành việc xây dựng công trình trên đất cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khẳng định các hành vi nêu trên có dấu hiệu lừa đảo, kinh doanh đa cấp biến tướng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông nối Vinh Cửa Lò. Dự án do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng. Được biết, dự án có chiều dài toàn tuyến hơn 10 km, điểm đầu nằm ở nút giao với đại lộ Lenin, thành phố Vinh, điểm cuối giao với trục đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư số 1 tại xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam, tỷ lệ 1/500. Cụ thể, khu vực lập quy hoạch thuộc địa phận xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam, diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 35 ha, dân số dự kiến khoảng 3.500 người. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần xây dựng thương mại Kiến Thịnh, tổng số tiền 170 triệu đồng. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, công ty này đã thực hiện hành vi vi phạm trong khai thác khoáng sản. Cụ thể, trong quá trình khai thác cát trên sông Chảy ở huyện Bảo Yên, công ty này đã sử dụng phần diện tích hơn 3.300 m2 lấn sông, không đúng mục đích được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.